áp lực cánh trên với những cái tình huống ăn sâu sớm hoặc là những cái tình huống triển khai sứ giả đến từ bên phía của Gen.G Sports sẽ cực kỳ là nguy hiểm ở trong cái giai đoạn đầu với thần cá sấu. Còn sự lựa chọn đến từ Lehen như đã đề cập thì một là Rakan, hai là Alistar thôi. Và sự lựa chọn sẽ là Alistar để thực hiện những pha đảo đường. Cánh trên sẽ là đích đến đến từ Gen.G Sports ở ván thi đấu này. Thì họ đang sở hữu cặp ba bộ ba rất mạnh, đó là Lilia, Reacton và cả Tristana nữa. Thêm vào đó là khả năng tấn công đến từ một con Alistar và Zeke tự chơi của Pay đứng dưới. Còn ở phía đối diện thì cũng mạnh, với combo Ivern kết hợp với hai xạ thủ và có một con Poppy đảo cánh đến từ Lilia. Ba xạ thủ. Ừ, chính xác là ba xạ thủ. Nodan sẽ lên sát thương vật lý ở trong ván này. Khả năng cực kỳ cao với một con Kennen sẵn sàng tấn công. Như vậy là chúng ta hãy cùng đến với lại những cái diễn biến ở trong cái ván thi đấu thứ hai này. Cuộc đối đầu giữa Gen.G và Hanwha-Lion ở thời điểm hiện tại tỷ số đang là 1-0 nghiêng về nhà đương kim vô địch của LCK Gen.G. Và như vậy quyết định đến từ Doran sẽ là con Kennen triệu hồi Eri. 1% anh Minh ạ. 1% là AP. Vẫn là phần trăm mà, 1% vẫn là phần trăm mà, cho nên là Doran quyết định là chơi Kennen AP ở trong ván đấu này. Đây là con Kennen AP, nhưng mà thực ra thì Kennen AP thì cái áp lực đi đường phần nào đó đang thuộc về Peanut. Chính xác là như vậy rồi. Chúng ta có thể thấy về cái chỉ số quái vật rừng của anh ta kìa. Sức ép ở thời điểm hiện tại cũng đang tương đối là cao. Để coi cái lần về nhà của Peanut thì sẽ hướng tới được bao nhiêu món trang bị. Thông thường chúng ta sẽ có được trong đó vài khai sáng trước dành cho Ivern. Áp lực ở khu vực giữa bắt đầu được triển khai dành cho Ash của Viper. Có chịu nha. Đi đường thì thực ra là Alistar đoạt đầu rất là yếu. Peanut chặn đầu. Peanut vòng sau. Đây sẽ là pha đẩy vào với một cái bụi được đặt ra và dễ rắc rối. Có thì một dư chân Lehen, Pay đang cố gắng đi bộ về. Áp lực của Peanut là có luôn. Bắp hạt hư hỏng đánh tay liên tục. Lehen đẩy vị trí của Peanut ra nhưng có tốc biến đến từ vị trí của Peanut. Và Lehen thì không có tốc biến nữa. Tiếp tục hit một hit đánh tay nữa. Pay đứng ở trong bụi nấp. Và gói thuốc nổ. Ui, không thành công rồi. Vẫn đất tung thành công. Nhưng tiếp tục là đánh tay. Bùa đỏ đang đốt. Sát thương là chưa đủ. À không đủ rồi với chiến công đầu dành cho Peanut. Đi lại đẩy vị trí của cây niên ra nhưng anh ta cũng đang bị dí, cũng không còn đó cho mình tốc biến nữa và cần phải nhận đến từ sự hỗ trợ của Peanut để rút lui về. Bởi vì Lehen bị dính quá nhiều sát thương và anh ta đặc biệt là dính cái đại băng tiến bắn từ đường dưới lên nữa, thời gian làm choáng là tối đa. Còn góc này thì đang là một pha triển khai rất nhanh đến từ Gen.G, họ vẫn có những câu trả lời chứ không phải là không. Ngay khi Hanwha-Lion Sports triển khai được lượt sâu không đầu tiên với hai con, họ sẽ có được con dầu đầu tiên ở trong tình huống này, nhưng cần phải làm nhanh sau đó là rút lui về bởi vì Peanut tới tốc biến trừng phạt không thành công, dễ rắc rối, lao thẳng vào đi lại có pha làm choáng, người bị làm choáng là Chovy, mất tốc biến mất rất nhanh, nhưng đó là tốc biến W đến từ đi lại. Một quái vật mở giao tranh của Hanwha-Lion Esports vừa lên tiếng và đó là Chovy bị bắt lại. Lehen cũng bị kẹt lại còn tốc biến nhưng đang bị làm chậm. Đây dí theo nhưng không còn tốc độ di chuyển để có thể truy đuổi nữa đến từ bộ ba bên phía của Hanwha-Lion và họ hài lòng với một mạng. Rất may mắn là bên phía của Gen.G họ khởi động cộng đồng này đủ nhanh trước thời điểm mà bên phía của Hanwha-Lion tạt vào để có thể tấn công vào họ. Chứ mà không thì họ sẽ mất luôn cho bên đó là cái mục tiêu cánh dưới. Và đúng như Hanwha chia sẻ đó chính là D-Line đã có đúng xử lý mắc bên. Ui, Jin chủ động tốc biến hóa thần cá sấu của mình nhưng đó là đúng xử lý vẫn rất nhanh tay dành cho Doran. Và sao đủ đam ta? Bị CC. Vừa rồi thì anh ta bị khựng lại một nhịp ở trong cái tình huống trúng ba stack của Doran. Thực ra pha đầu tư tốc biến kim nó hơi thừa cho từ đá Pay đang bị bắn. Đá tiên không trúng nhưng D-Line tiếp tục là ùi vai và mạng dành cho vị trí của Viper. Chỉ là một đổi một thôi khi Alistar của Lehen tới kịp vẫn để được. Có thể gỡ mạng. Nhưng đây sẽ là pha phản công khi mà D-Line và Peanut không còn quá nhiều máu nữa. Bắp hạt hư hỏng nhưng có kiệt sức làm chậm. D-Line không còn tốc biến, bị gắn vòng thuốc nổ, bị hất tung lên và mẹ điểm hạ gục dành cho Chovy. Pha tấn công phản công rất sắc bén đến từ cả hai đội. Một bước đáp trả dành cho phía của Gen.G ở cánh dưới bản đồ với tình huống di chuyển vừa rồi của Chovy. Ngược trở lại thì Kennen tiếp tục sẽ có ý đồ để có thể lên tiếng trong pha thi đấu này. Quy Vlad ru ngủ và đây sẽ điểm hạ gục dành cho Kennen. Một pha nện và tiếp tục là một cú quy nữa với chú hoa xoay tròn. Pha sau thì tiếp tục là D-Line với pha ủi vai thôi đấy. Chúng ta cùng nhìn lại. Hãy cùng xem lại anh ta tận dụng cái nội tại đến từ cái rễ rắc rối của Peanut để có thể áp sát, tạo ra cái góc đẹp đẩy vai làm choáng và tốc biến sử dụng không thể lay chuyển của mình để ngắt đi một cú dầm nhảy tên lửa của Chovy. Chovy nằm và phối hợp quá hay và thậm chí là Lehen suýt chút nữa là phải chết ở trong cái tình huống này khi mà anh ta phải đầu tư luôn cho mình đã tốc biến để có thể đào thoát và hỗ trợ cho đồng đội của anh ta rút lui. Xử lý là 10 điểm nha. Quá đẹp. 10 điểm đến từ vị trí của D-Line với pha xử lý Poppy của mình. Và đó là lợi thế dành cho bên phía của Hanwha-Lion Sports về mặt điểm hạ gục thôi nha. Sau cái tình huống đó nhưng tự chung lại thì bây giờ vẫn là 3 đều.
Phineas đã có mặt rồi, triệu hồi Daiji ra gây áp lực, trừng phạt thành công. Kenyan rút ra với việc là ăn được con sâu thứ hai, nhưng nếu như để cho Hawkeye Squad ăn hai con sâu còn lại thì sẽ là stack 4 sâu hư không dành cho Hawkeye với lợi thế đẩy cánh của họ, và họ sẽ có được sâu thứ ba trong tình huống này mà thôi. Không cần mất trừng phạt thì Phineas sẽ giữ được trừng phạt để ăn con sâu thứ tư. Phineas bây giờ cũng đang tương đối khỏe nha, anh ta đã có được món trang bị lớn là dây chuyền chuộc tội, bắt đầu lao vào tấn công đến từ bên phía của Lehen, nhưng chỉ là một dịp nhấp nhả mà thôi. Tại bắn điện trúng ra, trúng vào Chovy vẫn kịp kích hoạt được cho Baron dập nhảy tên lửa để có thể rút lui. Viper cũng đang có mặt ở đường giữa, Lehen đã nằm, Chovy vẫn nằm, hai điểm ma gục dành cho hai xạ thủ quân phía hàng qua live. JK ăn mạng và anh ta tê lên xuống bot để có thể tấn công vào Pay, người đang đẩy rất cao và Pay chưa hộ lại tốc biến. Súng máy kết hợp với đánh tay là rất đau, Pay không còn gì để thoát thân cả, anh ta dùng cái bọc thuốc nổ của mình nhưng lướt theo với thảm lửa Valkyrie, bom phốt vò thành công, mọi thứ đều trúng, trúng siêu bom địa ngục nhưng không sao cả, đánh tay là đủ xa thường. ZK có được điểm hạ gục thứ ba với Killing Spree ở trong ván đấu này dành cho bản thân của mình, nhưng đây sẽ là pha dịch chuyển vòng sau và thùng nổ đáp xuống trước mặt một con cá sấu đang quá nhiều nộ đến từ Kim. Điểm hạ gục đang muốn nhường nhịn dành cho vị trí của Chovy nhưng ZK vẫn thoát được với tình huống tốc biến qua phía bên kia bờ tường và đánh thùng nổ rút lui. Thì vậy ta dính cái này băng tiễn, người bị tấn công đầu tiên là Lehen, những cái bạn băng tiễn bắn xéo cái góc rất khó chịu của Viper, nó lại trúng vào Chovy, thời gian choáng thì cũng là lâu luôn. Mặc dù dậm nhảy tên lửa qua nhưng mà delay áp sát vào với một tình huống ủi vai đẩy luôn cho mình cú W ra để ngăn cản tình huống rút lui về. Chovy cùng với lại vị trí của Lehen lên bảng, mạng liên tục dành cho Hawkeye Squad, mục tiêu lớn cũng thuộc về họ luôn với 4 sâu hư không, nhưng là hai con rồng nguyên tố và map đấu này là một map đấu rất mạnh với đội hình hai chủ lực ở trong đội hình bên phía của Gen Z, đó là linh hồn rồng công nghệ. Cái khả năng bắp giáp ảo cũng như là cover đồng đội với những cái bụi đặt ra của The IG nữa thì sẽ thực sự là rất ấn tượng dành cho người đi rừng Hawkeye Squad. Nhưng Doran có thể sẽ bị tấn công, Awesome sẽ bật rất sớm đến từ Doran này, anh ta làm choáng nhưng vẫn là dậm nhảy tên lửa, Chovy bắn tới luôn Doran, tốc biến đập bật vào tường và anh ta nằm xuống với điểm mạng gục dành cho Chovy. Gen Z ở trong cái mùa giải năm nay họ tận dụng những phép bổ trợ dịch chuyển tấn công vào công trình phải nói là cực kỳ triệt để. Đây là một trong những cái ví dụ tương đối là điển hình tấn công vào công trình nhá. Thì cho vì hụt xe rồi cũng hơi tiếc một chút xíu dành cho anh ta. Tôi biết là anh ta khi mà bị hụt xe là cũng hơi căng thẳng á. Anh ta sẽ gọi là có một cái cảm thán một chút, nhưng mà dù sao thì vẫn là điểm hạ gục để Chovy có thêm ngưỡng sức mạnh. Nhưng mà cái kết thì nó thực sự là rất đáng dành cho Doran, vừa mất tốc biến, vừa mất chiêu cuối, đồng ý, lại còn nằm xuống nữa. Thì đây sẽ là gọi là mở cờ đến từ Gen Z rồi, họ sẽ biết thực ra là Doran đang không có chiêu cuối và không có tốc biến nữa, không có tốc biến luôn. Thì đây sẽ là con Kennen không có áp lực, Lehen mặc cấu rất nhiều máu nhá. Đại Di đang hoạt động hiệu quả đến từ Phineas với một pha hất tùng, và cái trong cái khoảng thời gian hất tùng đó, Lehen bật bất khuất vẫn mất cho mình đâu đó khoảng 3/4 cây máu. Với lượng máu thấp như thế này đến từ hỗ trợ bên phía của Gen Z Sport thì cũng sẽ hơi khó để Gen Z có thể có được khả năng tranh cướp con rồng nguyên tố thứ ba của ván đấu, nơi họ đã có hai rồng rồi. Nhưng trong khoảng thời gian đó thì tôi đang thấy một người bục trụ, đó là Chovy. Chovy bút tới trụ thứ hai rồi, bắt buộc phải mất thêm cái dịch chuyển nữa đến từ Doran. Và đây liệu có phải là pha phản công đến từ Hawkeye ở cánh dưới hay không đây? Hạt lăn lóc chúng, có luôn một pha trụ hai xoay tròn và sẵn sàng với một pha du ngủ hai người để câu giờ tới từ Kenyan. Cũng sẽ là một cái bước đáp trả dành cho phía của Hawkeye Sport. Họ ăn được trong con rồng nguyên tố thứ ba, được lính vừa rồi bị tẩy hết rồi. Tại vì máu của Kenyan như thế này là anh ta vẫn có thể ở lại được. Viper đang tấn công, Black Bomb rất khéo đến từ Viper, tiếp tục W làm chậm hai người, nhưng tốc biến combo ngược trở lại có dập nhảy tên lửa bom đẩy về. Viper gặp khó rồi, Viper mất hai phép bổ trợ và siêu bom địa ngục đến từ Pay, sai lầm đến từ thầy toán qua Hawkeye Sport phải trả một cái giá tương đối là đắt. Mất một mạng, mất thêm tài nguyên khi mà delay không tốc biến, Phineas không tốc biến, không đai gì. Thì đây sẽ là pha ép Baron đến từ Gen Z Sport. Có 4 thành viên, đây là thời điểm mà Doran lên tiếng, chắc chắn là như vậy rồi. Con Ken, ui chôm, Doran chưa lên tiếng thì Chovy đã bắn trước rồi. Delay một chấm mẫu rút lui, tiếp tục là chậm nhảy tốc biến để có thể dứt điểm được hỗ trợ của phía đối phương. Những tình huống kéo dài giao tranh của Chovy phải nói là thực sự rất hiệu quả. Doran phía bên kia đang tìm góc, anh ta đang bị truy đuổi với các thành viên của phía Genji, trúng cái bọc thuốc súng. Doran mất tốc biến để có thể chạy nhưng chưa chắc là chạy được, bởi vì phía bên kia Lehen bọc đầu hạt thông nổ. Doran quyết định là quyên sinh à, dứt chuyến. Chovy bỏ rồi, Kim tìm thấy rồi, không kịp làm choáng, không kịp làm choáng đến từ vị trí của Kim và vẫn về được. Lehen nói với lại Viper là ông bạn già ơi, ông đứng lỗi rồi, tôi mở giao tranh ngay lập tức và MP đã có tình huống xử lý kỹ năng thực sự rất chuẩn xác ha. Bọc thuốc nổ sau đó cả cái tâm của siêu bom địa ngục nữa đều trúng vào Viper, có ý định đổi mục tiêu nhưng Genji rất tỉnh táo. Rồi, Genji đang phải đứng trước nguy cơ mất của Baron này, nhưng bởi vì ở thời điểm này Genji họ vẫn đang có được lợi thế ít nhất là về mặt phép bổ trợ, thì tôi đang thấy rằng phép bổ trợ là lợi thế hơn dành cho Genji và khiến cho Hawkeye không thể ăn được, họ không thể ăn láo được con Baron này. Đã băng tiên bắn trúng nhưng đó là Alistair Glenn còn bất khuất,
anh ta vẫn chưa bật bất khuất, quay trở lại bật bất khuất và đó là choáng, và bom đẩy xuống biến mất khỏi bản đồ đấy từ Viper thêm một lần nữa với siêu bom địa ngục của Pay và dậm nhảy tên lửa đấy từ Chovy. Lần này thì Doran có chạy vào rơi trong tình huống này, Chovy nhảy tặng vào trụ nhảy ra với dậm nhảy tên lửa, Kin bị kẹt lại, Kin có thể nằm xuống, JK mất tốc biến nhưng Lilia của Kanyan vẫn có những pha chùa xoay tròn rất khó chịu, nhưng chỉ dừng lại ở đây mà thôi. Hai mạng đổi một vẫn là ưu thế về mạng hạ gục dành cho Gen.G. Bắp giáp rồi thì có hồi máu đấy từ dây chuyền của tội mà còn có cả giải hiệu ứng luôn nữa để hỗ trợ dành cho Viper. Ôi Peanut. Và Peanut đi đâu đây? Tích nổ đến từ Kin. Nhấn cho mình một pha làm chậm trước đến từ Kin và sau đó là đập nổ vào, sát thương quá nhiều. Mà đốt đủ không? Không đủ rồi. Peanut có khả năng hồi phục nhưng bên này thì Chovy tay đồ với Doran, làm sao Doran đánh lại được? Bắn quá đầu, Đại Bác đẩy lùi và solo kill dành cho Chovy. Được giữa của Gen.G lên tiếng và đó là một pha đi rất nguy hiểm khi mà Doran không có trụ ở đằng sau lưng anh ta. Không có bất kỳ một cơ sở nào dành cho Doran cả. Mặc dù có thể là anh ta mở chiêu cuối thì phía bên kia Chovy vừa mới sắm cho mình đâu cái khăn giải thuật rồi. Ôi quá khó khăn rồi trong những cái bối cảnh này của phía Hanwha Life. Mất Kennen và không có khả năng giao tranh đến từ Hanwha Life Sport nữa. Họ đang phải trông chờ vào Peanut. Một con Daiji được gọi ra đến từ Peanut để cố gắng tạo bụi. Kiến tạo bụi bung ra đến từ Peanut để di chuyển vào nhưng tốc độ vào Baron là quá chậm. Kin càn hai nhưng Pay bắn cháy, chính xác hơn là Viper bắn cháy. Viper đẩy lui được Kin. Bên này có sứ giả phán quyết nhưng Chovy tiếp tục outplay với dập nhảy tên lửa. Cái gì đấy? Chovy chơi game kiểu gì vậy? Thật sự luôn á. Rồi xong luôn. Quá là Master còn Tristana rồi. Wow. Điểm ngục, điểm mạng cũng có. Tiếp tục dập nhảy tên lửa bắn tiếp vào D-Line. Chovy bắn như một cây máy vậy tiếp mà vào Doran. Bật luôn khăn, bắn tiếp vào Doran và dậm nhảy về sau khi JKT lê lại. Thật sự vẫn biết là cái dậm nhảy tên lửa là một cái kỹ năng mà nó rất ảo, tức là nó còn né được cả một phân chia thiên hạ này, xong rồi Talia quang địa chấn này, nó phải bắt buộc bản thân mình chuẩn xác. Chính xác. Và cái việc mà Chovy nắm mechanic game này trong lòng bàn tay luôn. Gì đấy? Tôi chịu thật sự. Không, tôi nghĩ là anh ta cố tình bết luôn á. Anh ta đứng ở cái góc mà để cho delay, nghĩ rằng là có thể đẩy Chovy về được. Anh ta nhấn cái W để outplay. Nó quay trở lại bắn thôi. Viper bắn sau lại. Chovy bắn quá rát. Và cả Pay nữa với một con siêu bom để có thể ăn mạng tầm xa. Doran có một pha đổi mạng với lại vị trí của Pay. Nhưng nó cũng sẽ chỉ là thêm một mạng nữa sau Baron dành cho Aqualine để gỡ mà thôi. Thì có thể thấy như tập thể của phía Gen.G đang chứng minh lý do tại vì sao mà họ đang có thành tích khủng ở thời điểm hiện tại. Đào thủy ngân luôn đến từ Chovy rồi. JK thử tí không? Bắn sau lại. Trời ơi, bắn bóng bắn kìa. Đâm về tên lửa lùi vậy. Ô, cái Chovy đánh an toàn thế. Len đang bị đấm túi bụi thì Chovy W về. Và như vậy thì sẽ chỉ có không, thậm chí là không ăn được con IG luôn. Tạm thời là như vậy nhưng vẫn đang là bom đáp vào. Hạt Lan Lóc chúng ba người dù ngủ luôn. Và chỉ có một người được giải ngủ thôi. Chovy nhảy vào. Nhảy vào, chính xác là Chovy nhảy vào hạ gục Peanut. Và Chovy đi theo luôn với pha ủi vai tốt của D-Line. Lần này thì không còn đào thủy ngân nữa. Chovy trời hơi dại trong tình huống xử lý vừa rồi. Và cái kết là anh ta nằm xuống. Nhưng vẫn có một pha có trụ dành cho Gen.G ở cánh dưới. Đó là trụ 2. Khi mà chỉ là một đổi một thôi. Cái đúp nhập nhảy tên lửa của Tristana thì nó cũng sẽ có giới hạn thôi. Nó cần phải có thời gian để nó niệm chứ không phải là nó nhảy liền. Và D-Line đã tận dụng khoảng trống đó tốt. Nhưng dù sao thì cấp lực đến từ cái linh hồn rồng công nghệ nó vẫn sẽ được sở hữu của phía Gen.G mà thôi. Chiêu cuối và Doran bốc hơi ngay lập tức. Gọi là bùm. Và không thấy Kennen đâu nữa cả. Lehen có thể gặp nguy hiểm khi mà máu của anh ta đang hơi thấp rồi. Nhưng không sao hết, vẫn đi bộ về được. Chắc chắn là sẽ không đủ lượng chống chịu đến từ đội hình của Hanwha Life Sport. Còn chưa kể linh hồn dòng công nghệ nữa. Viper bắn tốt, ám chậm vị trí của Kin. Kin có tốc biến ám sát, Viper bắt buộc phải có tốc biến. Và siêu bom đằng sau lưng, trước mặt cá sấu đằng sau là siêu bom đó. Kiểu gì để bao sông xét vào đến từ Doran. Nhưng anh ta bị thổi bay ngay lập tức, phải mất đồng hồ. Chovy không có được điểm hạ gục khi mà Doran cũng đã mất tốc biến rồi. Hai bên chưa mất ai cả. Không, đã có người nằm xuống, đó là Kanyan. JK đang bị tấn công, bắn là rất đau. Ném bom cũng là cực kỳ cháy đến từ Pay để ép luôn tốc biến của JK. Mất rất nhiều tốc biến, toàn bộ tốc biến đến từ đội hình bên phía của Hanwha Life Sport đã phải được đầu tư. Và cái kết là họ lấy được mạng của Kanyan. Đó là điều cần thiết, nhưng để coi bên phía Gen.G đã mất đi rừng rồi thì họ có dám vào Baron ở trong tình huống này không đây. Bởi vì bên phía của Gen.G đang kiểm soát cái lượng tầm nhìn tương đối là tốt. Nếu như họ tấn công Baron ở thành viên tại họ lập Peanut trước. Em Pay ném bom ác quá. Rồi xong luôn, cái combo trước mặt là cá sấu, sau lưng là bom thì nó là không thể đỡ được. Và Doran dính combo ăn siêu bom quá đầu. Tiếp tục một quả bom nữa rồi lách thành công đến từ Doran thôi. Về gấp em ơi. Doran chắc chắn là không thể nào mà ở lại sau chạy được nữa. Anh ta cũng không còn dịch chuyển.
thì đây sẽ là Baron dành cho Genji. Doran đã rất nỗ lực ở trong cái tình huống giao tranh vừa rồi đó chứ. Anh ta dịch chuyển ra phía sau, đứng phía sau lưng tập thể của phía Genji. Nó khiến cho bên phía của Genji phải quay ngược trở lại đánh anh ta. Và anh ta cũng đã có một tình huống bảo sấm sét tốt. Có một cái đồng hồ, có một tay giáp tay Sekker để có thể câu giờ. Nhưng Chovy đang dịch chuyển pha nhà và cả Kin nữa. Rồi ZKT Lê đi đâu đấy? Và anh ta bị du ngủ không? Có tập du ngủ là hình như là bị ngắt rồi. Nhưng ZK cũng sẽ nằm xuống mà thôi, với sát thương quá lớn đến từ Chovy và Kin. Hai mạng cộng thêm dành cho bên phía của Genji để họ kết liễu ván đấu này với tình huống endgame của Chovy, Kin cùng với Pay và Kanyan. Đây sẽ là chiến thắng 2-0 trong ngày thi đấu hôm nay để thị uy sức mạnh tới từ Genji Sport. Thậm chí là họ bị đất ở trong cái hồ nước nữa cơ mà. Trời ơi, sức mạnh của nhà đương kim vô địch Genji quá khủng khiếp. Khả năng đi đường của họ vẫn rất là ổn. Mặc dù ván thi đấu này Peanut cũng đã tạo ra được rất nhiều những cái lợi thế dành cho những người đồng đội của họ rồi, chứ không phải là không nha. Những nụ cười, những pha tay bắt mặt mừng đến từ những người đồng đội cũ. Delight cũng cười rất tươi khi mà anh ta đối đầu với Genji. Nhưng thực ra thì Delight cũng đánh rất là tốt với con Poppy đoạn đầu đúng không? Hagolai vẫn như thường lệ, triển khai rất ổn early game. Nhưng như vậy là không đủ để đánh bại Genji. Một Genji vừa đảm bảo được khả năng giao tranh, mechanic game thì nắm quá vững đến từ Chovy với những pha trích lỏ của con Tristana anh ta, khiến cho Hagolai ngày hôm nay thôi bất lực rồi.